Những năm gần đây, việc thường xuyên thay đổi công việc đối với người lao động đã không còn xa lạ tại thị trường Việt Nam, thậm chí là được ưa chuộng ở một bộ phận lao động trẻ. Thích ứng với sự biến đổi này, các doanh nghiệp trong nước vốn còn kém thiện cảm với việc tuyển dụng những lao động thường xuyên nhảy việc cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa nhảy việc là một điểm nhấn được ủng hộ trong hồ sơ xin việc. Một khảo sát vào năm 2013 của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Năng lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ riêng tại địa bàn thành phố, tỷ lệ nhảy việc của lao động vào khoảng 25-30%. Dẫu chưa có một con số nghiên cứu mới hơn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ nhảy việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Điều này là dễ hiểu khi thị trường việc làm ngày càng khắc nghiệt và chuyển động nhanh hơn, nền kinh tế trong quá trình biến đổi, hoạt động cải tổ, sáp nhập diễn ra ở nhiều ngành nghề, làm nhu cầu lao động thay đổi liên tục. Về mặt chủ quan, thị trường lao động đang chứng kiến sự phát triển của nhóm lao động trẻ ưa nhảy việc, sẵn sàng dứt áo ra đi chỉ sau một vài năm, thậm chí là một vài tháng làm việc. Lý do mà nhóm lao động này thường đưa ra là muốn rèn luyện sự năng động, bản lĩnh và tích lũy nhiều kinh nghiệm khác nhau. Thực tế, nhảy việc không phải là vấn đề quá lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là phương Tây, vốn rất cởi mở với lịch sử nhảy việc của ứng viên. Nhưng đối với không ít các doanh nghiệp châu Á mà trong đó có Việt Nam, xưa nay nhảy việc thường tạo ra ấn tượng kém về độ trung thành và năng lực của lao động. Cùng với đó là nỗi lo về chảy máu chất xám cứ rình rập. Tuy nhiên, cái nhìn về nhảy việc đang chuyển dịch theo hướng cởi mở hơn. Doanh nghiệp bắt đầu nghĩ rằng nhảy việc ở một mức độ nào đó cũng chứng tỏ được khả năng thích ứng tốt của lao động. Trong khi đó, người làm việc quá lâu tại một vị trí có thể thiếu ý chí cầu tiến. Các cái doanh nghiệp châu Á, họ có, trong đó có Việt Nam, có cái quan điểm rằng là các cái doanh nghiệp, mà các cái ứng viên mà có cái sự nhảy việc thường xuyên á, thì thường họ cảm thấy là đó là những ứng viên không trung thành với công ty và có khuynh hướng là không có yêu thích. Tuy nhiên gần đây thì tôi nhận thấy cái tư tưởng đó đã được cởi mở hơn và nó gần giống như những nước phát triển phương Tây hơn. Đó là họ có một cái sự thoải mái hơn, thông cảm hơn với những người nhảy việc. Cởi mở nhưng không có nghĩa nhảy việc là một vấn đề dễ dàng được nhà tuyển dụng chấp nhận. Nhiều nhà tuyển dụng lập luận không thể mong mỏi nhiều và lao động có kinh nghiệm nhưng là mang tính chấp vá và cưỡi ngựa xem hoa. Bà Lê Thị Hồng Lan, trưởng đại diện AK Việt Nam, một đơn vị chuyên đào tạo nhân sự ngành tài chính ngân hàng nhận định, thời gian giữa các lần nhảy việc nếu dưới 2 năm thì thật đáng ngờ. Thì theo tôi cái việc mà nhảy việc liên tục nếu mà ngắn hơn 2 năm chẳng hạn thì nó thực sự là nó tạo lên những cái câu hỏi rất lớn cho nhà tuyển dụng, bởi vì dưới 2 năm thì bản thân các ứng viên chưa học hỏi được gì, chưa đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ cái công việc trước đấy của mình để có thể ứng dụng cho công việc sau này, mà nó tạo nhiều câu hỏi về cái năng lực của ứng viên hơn là cái sự năng động và nhạy bén. Cũng có một số ít những ứng viên, bởi vì là họ cảm thấy là họ rất xuất sắc và họ cần phải gọi là tìm được một cái môi trường để cho họ thể hiện cái năng lực của họ tốt hơn, do đó là họ nhảy việc nhiều hơn, nhưng mà cái số đấy theo tôi là không nhiều. Vậy nhảy việc như thế nào là hợp lý trong con mắt các doanh nghiệp Việt Nam? Khó mà tìm được câu trả lời chung vì mức độ nhảy việc còn tùy thuộc vào văn hóa tuyển dụng từng doanh nghiệp và đặc tính ở mỗi ngành nghề. Đối với bà Lan, khoảng 5 năm giữa các lần nhảy việc là có thể tạm chấp nhận được. Cái nhận định về cái khoảng thời gian nhảy việc bao nhiêu là vừa đủ thì cũng tùy vào công ty, tùy vào cái ngành, cái industry. Đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là ví dụ như là khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm được xem là vừa phải và hợp lý. Chúng ta sẽ thấy có những cái ngành mà cái sự chuyển dịch lao động nó xảy ra nhanh hơn, nó diễn biến thường xuyên hơn, ví dụ như là ngành sales, sale và marketing chẳng đối với các đối tượng khác, ví dụ như trong lĩnh vực finance hay là accounting thì nó diễn biến nó chậm hơn. Với những người có thói quen và thậm chí là chuộng xu hướng nhảy việc thì sự cởi mở trong quan điểm tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, nhảy việc sẽ quyết định bao nhiêu phần trăm trong khả năng trúng tuyển của ứng viên? Theo một số khảo sát của Vietnamworks đối với nhà tuyển dụng thì sự nhảy việc cũng là một yếu tố để quan tâm, nhưng mà yếu tố quan trọng hàng đầu chính là sự phù hợp về kinh nghiệm và kiến thức của ứng viên khi tham gia phỏng vấn vào vị trí ứng tuyển mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Thì trong quá trình phỏng vấn thì nhà tuyển dụng sẽ biết được là ứng viên đó có phù hợp hay không, chứ không hẳn là dựa trên là người đó đã từng nhảy việc nhiều hay là nhảy việc ít. Nhảy việc là một xu hướng có thật, đáng quan tâm, dần được các doanh nghiệp chấp nhận và đồng cảm. Nhưng đó mới chỉ là những toan tính ban đầu. Bởi theo nhiều ý kiến, nếu những lao động trẻ muốn làm đẹp hồ sơ xin việc bằng một danh sách dài những công ty đã từng làm qua trong thời gian ngắn, thì hầu hết sẽ thất bại trong mắt nhà tuyển dụng.